Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Brazil, các đám cháy rừng thậm chí còn bao phủ thủ phủ bang Boa Vista và lan đến một số vùng đất bản địa Yanomami và Samacos. Đây là những vụ cháy rừng nằm ngoài dự đoán. Đó là lý do tại sao đây là kỷ lục mọi thời đại ở bang Roraima. Và chúng tôi chưa từng thấy con số nào lớn như vậy ở bang Roraima trong tháng 2 mọi năm. Trước đó vào hôm 26 tháng 2 vừa qua, chính quyền liên bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 9 thành phố trực thuộc bang Roraima do ảnh hưởng của hạn hán bao gồm Amadari, Ato Alegre, Canta, Caracaraí, Irasema, Mukazai, Bacaraima, Normandia và Uramuta. Sang lệnh sẽ cho phép huy động các nguồn lực liên bang để giải quyết những ảnh hưởng của hạn hán, Chúng ta đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 17 năm qua, khi cả một nước sông Rio Branco cũng hiện thấp hơn mức trung bình hàng năm của sông là 2,5 mét, và hạn hán cũng được dự đoán vẫn sẽ gia tăng. Brazil hiện đang tổ chức cuộc họp G20 để thảo luận về các vấn đề khí hậu.